Thái Bình Dương. Cô Nico là giám đốc đào tạo. Cảm ơn các anh chị cùng đến với buổi học tập ngày hôm nay. Và với tiêu chí là mình đem kiến thức cho mọi người để quyết định một cái sự đầu tư đúng đắn và make money, tức là kiếm tiền về cho cái sự nghiệp hạnh phúc gia đình và xã hội của các chị em phụ nữ. Là cam kết với các anh chị là nếu các anh chị không ở hết ngày hôm nay, các anh chị ở hết ngày hôm nay là tất cả những thứ về vùng kính là các anh chị có thể biết hết, khai phá hết và biết là mình sẽ làm gì với chính bản thân mình. Đầu tiên là mình có kiến thức để mình biết mình bảo vệ chính bản thân mình, rồi sau đó mình mới có kiến thức mình chia sẻ cho những người xung quanh mình, nhà là gia đình, sau đó mới đến chia sẻ cho khách hàng là cái người nuôi mình, là cái người đem lại tiền, cơm áo gạo tiền cho gia đình mình, và dẫn đến là mình sẽ khỏe hơn, sẽ đẹp hơn nha. Rồi vậy thì hôm để giới thiệu cho cái chương trình ngày hôm nay thì xin phép được dạ xin mời các anh chị khách hàng mình cũng lên trên này ha. Các anh chị mới vào em cũng lên trên này luôn đi, ngồi trên này luôn. Chị ơi, chị em giới thiệu luôn với mọi người. Dạ, đầu tiên thì là Miss Nicole Lee. Dạ, giám đốc đào tạo vùng khu vực châu Á Thái Bình Dương của công ty phân phối độc quyền phân phối hệ thống máy Winback xuất xứ ở Pháp. Cô Nicole, các bạn anh chị cho một chào phá tay. Dạ. Và sau đó là bác sĩ Huỳnh, bác sĩ Huỳnh Bằng. Đây, dạ, đây là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, là trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện giao thông vận tải. Là hôm nay cũng đến chia sẻ một góc nhìn về vấn đề thẩm mỹ vùng kính với chị em mình. Xin cho một tràng phá tay cho em. Nguyễn Thị Tuyết Trinh là bác sĩ vật lý trị liệu sản phụ khoa, và bác cũng có rất là nhiều năm nghiên cứu về vấn đề này trước khi làm việc với Winback, hợp tác với Winback về vấn đề vật lý trị liệu và phụ khoa. Xin các anh chị cho một tràng hóa tay. Đầu tiên là phải cảm ơn mọi người là hôm nay sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mà gọi là nghề nghiệp của họ và những cái gì gọi là cũng là cái thầm kín, ngoài cái chuyện là bệnh lý chúng ta còn vấn đề tâm lý nữa, là các anh chị cứ thoải mái chia sẻ với là các bác sĩ và mình tìm ra những cái vấn đề chung. Vì khi mà mình cùng họp chung, mình làm chung thì sẽ có nhiều cái gút mắt mổ xẻ nhiều hơn. Hay là đối diện trực tiếp một người với một khách hàng thì đôi khi sẽ không ra được nhiều vấn đề. Mình học cùng nhiều người thì sẽ ra nhiều vấn đề, đúng không các anh chị? Dạ, các anh chị cho hàng chào hóa tay nữa mình bắt đầu chương trình rồi. Dạ. Mời cô Nico để mình trao đổi đầu tiên hết về cái bên này mình có ghế này chị. Mời chị bác sĩ này. Hello guys. My name is Nicole and I came all the way from Korea to introduce why you have to use Winback. Tôi tên là Nico và tôi làm việc với Winback và bỏ ra một thời gian khá dài để đến được Việt Nam ngày hôm nay, tức là khổ đã phải ở 14 ngày cách ly và mới đón cổ ngày cách đây có 2 ngày và một thời gian rất là dài, và đây là bây giờ sẽ là lý do tại sao tôi ở đây với các bạn với Winback. Dạ. Có thể là các bạn đều đã có kinh nghiệm với những cái công cụ dụng cụ bằng cái sóng RF. Yeah. Tôi sẽ đi lướt qua rất là nhanh về cái lý thuyết. Dạ, bởi vì nó sẽ khá là nhàm chán. Okay. So, why we have to use Winback? Tại sao chúng ta phải dùng Winback? So, I will start with the introduction first, and then if I have time, I will show you why how we can apply Winback. Rồi, mình đi qua lý thuyết chút xíu rồi mình sẽ nói lý do tại sao mình sẽ ứng dụng Winback vào vấn đề vùng kính. Dạ. By using Winback, I want to start from the philosophy. Yeah. So we use Winback because we can't combine your manual expertise with Winback energy. Yeah. Mình sử dụng Winback bởi vì chúng ta sẽ kết hợp những cái liệu pháp bằng tay và những liệu pháp về công nghệ. So if you use Winback, you can provide your patients with the most comfortable and effective treatment. Yeah. Khi chủ sử dụng Winback thì các anh chị em mình sẽ đưa được cho khách hàng đến một sự hiệu quả và sự gọi là thoải mái hơn, hiệu quả hơn và thoải mái hơn. Okay, so by using Winback, we can remove the pain. Yes.
I mean, you can release the pain with the back because we provide the instant analgesic effect. Khi mà dùng nguyên bát thì ngay lập tức là các anh chị sẽ giải quyết được vấn đề giảm đau cho khách hàng. And we can relieve the tension of the muscles and the contracture of the fibers. Và mình sẽ làm cho cái độ căng cơ hoặc là những cái sự gọi là cái độ tắc ở trong tế bào. And we can also accelerate the cell repair, body repair system. Tăng tốc cái việc trẻ hóa, tái tạo lại tế bào. So by using the body TV, we can apply to hands remote and electric remote. So we have a lot of accessories prepared for you. Khi sử dụng nguyên bát, chúng ta có thể sử dụng cái vòng tay điện cực này và sử dụng bằng tay, hoặc là chúng ta sử dụng các cái đầu tiếp điện cực này, thì khi đó thì sẽ làm cho cái vấn đề nhỏ mọi người. So we can cover all the urinary problem as well as we can cover the urinary problem as well as menstrual problems with your partner. Với những cái công cụ dụng cụ mà bằng cái vòng tay điện cực này hoặc là bằng các cái đầu điện cực này thì mình giải quyết được các cái vấn đề về đường tiết niệu và vấn đề các vấn đề về sinh lý phụ khoa. So we need to be careful with some contraindications. But these contraindications, all the other devices have. So we can explain them. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cái phần mà chống chỉ định. Chống chỉ định đối với cái nguyên tắc này nó cũng tương tự như chống chỉ định đối với các cái sóng và công nghệ mà sử dụng công nghệ AF. So the thing here, important thing is we can use the prosthetics. You have implant inside, but you can use nguyên tắc. Nhưng mà một cái tin vui là nếu như mà mình có cắm cái implant ở trong đây thì mình vẫn có thể sử dụng được nguyên tắc. Lý do tại sao thì cô sẽ giải thích tiếp cho các anh. So it doesn't matter you use the windbag with the implant inside, and also this is because the windbag energy only works with the live cells. Một trong những nghiên cứu của windbag á là cái ứng dụng này chỉ ứng dụng vào trong cái đáp ứng được ở trong cái tế bào thôi. Nó chỉ có tế bào là tiếp nhận được cái dòng sóng này thôi. I'll just pass through the history. And then Winback has been established 8 years ago, in 2013, in France. Winback được thành lập cách đây 8 năm tại Pháp. So we use the RF basically, but for the all the RF device, we the other devices has the mobile electrode and the fixed electrode. This is the basic form of the RF device. Những cái thiết bị nguyên bát thì họ dựa trên cơ sở là một cái đầu đơn cực, là một luyến thiết đất cộng với lại một cái điện cực đưa dẫn dẫn sóng ạ. So if you see the graph here, you can see good conductivity and good conductivity. But Winback choose three different high frequency currents, 500, 300 kHz and 1 MHz. Ở đây các cái dòng sóng thì đây là theo nghiên cứu khoa học thôi. Đây là cái report mà hãng sẽ lấy cái ứng dụng nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào trong các thiết bị làm đẹp của chúng ta và cái gì y tế của mình. Thì tại sao Winback lại chọn ba cái dòng sóng là 300 kg, 500 kg và 1 MHz? But why? Is there anyone who can guess why? Các anh chị mình sử dụng các cái thiết bị có tần sóng RF có bao giờ biết là mình đang sử dụng tần sóng bao nhiêu chưa? Ở trong các thiết bị của mình. Mình nghĩ là trong các spa spa nào cũng có RF theo đấy, rất là cơ bản, đúng không? Nhưng okay, anh chị okay, có. Yes. Thì thiệt ra Winback sẽ đưa ra cho các anh chị cái lời giải thích tại sao Winback sẽ dùng 300, 500 và 1 kilo lẻ. Và Winback cũng từ cái lý thuyết này các anh chị mới nghĩ ngược lại là các cái thiết bị mình đang dùng á, thật ra nó các anh chị phải đặt câu hỏi nó là bao nhiêu và nó ứng dụng cái gì, và thật ra nó có ứng dụng thật sự không, hay nó chỉ đưa một hơi nóng vào trong cơ thể mình mà không biết là tế bào mình có tiếp nhận hay không. Mình phải hiểu rằng hơi nóng tế bào nó vào cơ thể mình nó có tiếp nhận hay không, hay là nó vào nó chỉ để nóng như vậy thôi, giống như mình sốt thôi thì nó không có tác dụng gì hết. Các anh chị thấy mình sốt cũng là một cái hiện tượng nóng lên đúng không, nhưng nó đâu có tác dụng gì đâu, nó đâu có bổ dưỡng gì cho cơ thể
hôm nay mình sẽ được biết là 300, 500 và 1 MHz thì nó có ứng dụng gì. Okay. So the other devices such as Indiva, ETL, they only choose two or one frequency. Yeah. Các anh chị Hà giới thiệu một chút xíu là khi mà nói về cái máy này thì mình nói một số cái máy mà nó tương tự như vậy ha. Ly vô đây ngồi nè, dựa từng cho nó thoải mái. So I told you the other device only choose one to two frequency, but we have three different frequencies. Yeah, okay, let's try it. Hiện nay trên thế giới thì có hai cái gọi là đối với Winback thì nó gọi là đối thủ cạnh tranh. Còn đối với Hoàng thì Hoàng coi nó là những cái hãng mà cùng cái công nghệ và cùng đẳng nha, cùng công nghệ cùng đẳng cấp. Đó là Indiva của Tây Ban Nha và BTL của Cộng hòa Séc. Thì Indiva của Tây Ban Nha và BTL của Cộng hòa Séc đều có những máy tương tự như Winback, nhưng họ chỉ có chạm có hai dòng sóng thôi. Hai dòng sóng khác. Ba dòng sóng này của Winback mình. Dạ, thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu sâu về ba cái dòng sóng của mình. So with higher intensity and higher frequency, we can deliver the energy on the superficial area. Yeah. And with this one, we can deliver the energy inside, in the middle. Yeah. And also the 300 kHz, we can deliver the energy in the deeper action near bone area. Yeah. Cái này các anh chị sẽ trải nghiệm nha. Mà nói xong các anh chị trải nghiệm được cái này thì các anh chị sẽ thấy là cái này nó lý thuyết áp dụng trong thực tế. Với cái dòng sóng 1000 kHz thì cái dòng sóng này nó đi rất là nhẹ ở trên da, rất nhẹ trên da, và chủ yếu là nó sẽ phục vụ cho cái vấn đề da dẻ của mình. Với cái 500 kHz thì nó đi vào trung, tức là nó sẽ đi vào cái phần cơ và phần mỡ. Và cái phần mà 300 kHz á, sóng càng thấp á thì nó đi càng sâu. Dạ, thì cái phần này nó đi vào được luôn cả xương và nội tạng, xương khớp nội tạng. Cho nên cổ máy này không phải phục vụ cho làm đẹp. Hôm nay chúng ta tập hợp ở đây là cộng đồng làm đẹp, nhưng cổ máy này không phục vụ cho làm đẹp không, nó phục vụ cho vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Wow. So by using the Indiva chooses near this frequency, and the BTL is in that as well. Yes. So if Winback choose three different frequencies, it can cover from the surface and inside the vagina. I see. Vậy thì khi mà Indiva và BTL chọn cái dòng sóng 500 á, thì họ chỉ đi vào trung thôi, tức là cơ và mỡ thôi, chứ họ không đi sâu được vào nội tạng và xương khớp. Thì trong đó thì mình chọn 300 kHz thì đây là cái mô hình của vùng kính của người phụ nữ mình ha, cái vùng kính của mình. Thì nếu chúng ta chọn được cái dòng sóng mà nó sâu đi vào cả nội tạng thì giải quyết được các vấn đề bệnh lý. Cho nên là một số anh chị em mình có hỏi mà khi mà đưa ra cái vấn đề là ở đây mình còn điều trị cả đau sàn chậu, điều trị cả lạc nội mạc tử cung, vậy có thật không? Thì bản thân máy này là nó có FDA, nó có CE, nó có ISO y tế. Thì đây là cái điều mà hãng phải chứng minh được, hãng mới lấy được chứng nhận. That means we can cover all the layers, all the tissues. Yes, with the Winback energy. Yeah. Điều đó có nghĩa là mọi cái tế bào ở trong cái cơ thể mình với cái dòng sóng của Winback đều có thể được ứng dụng và phục hồi. So I will just pass through all the history and the theory, because all the RF energy is the same, but Winback has a difference. I will tell you. Rồi chúng ta sẽ tập trung nói về cái sự khác biệt của Winback nhiều hơn là các cái phần lý thuyết. Okay, so the most important thing why we have to use Winback is because of the analgesic effect. So some of the people who has the pathologies, scars on the vagina, they may be afraid of getting the treatment, right? Go to see the doctor, they will feel afraid. Okay. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ nói riêng là về vấn đề các cái vấn đề khi mà khách hàng mình có bị một vết thương, một vết mổ gì đó trong người á, thì
thì ngay lập tức là họ đâu có đến chỗ làm đẹp đâu, họ sẽ đi ngay đến bác sĩ, họ rất là lo lắng, lo sợ. So once you deliver the amnesia with the wing back, yeah, you can cover all the layers, and also people, they will feel very comfortable right after they start the treatment because of the amnesia effect. Yeah. Vậy thì nếu mình nói về vết mổ mà sinh sinh em bé đi, phụ nữ mình thì sinh em bé, vết mổ sinh 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 con mổ đó, thì mình có đến mấy tầng để cắt mổ và khâu vá. Vậy thì với nguyên bác điều trị những cái vết mổ sinh con thường, vết mổ sinh con bắt con thì đều đi được đến những cái tầng lớp da đó được hết. Cho nên là các bạn yên tâm là đây là cái cổ máy có thể phục hồi được cái vấn đề là vết thương cho các phụ nữ mình sinh thường sinh mổ. Even right after the treatment, you can keep the pain released maximum 48 hours. 48 hours, what does it mean 48 hours? Two days. Yeah, they don't have the pain. They relieve the pain. Okay. Yeah. Rồi, về vấn đề sau khi mình điều trị cho mau lành thương rồi, thì sẽ làm giảm thương, giảm đau trong vòng 2 ngày. Yeah, giảm đau được trong vòng 2 ngày. And the other thing why we have to use Greenback is because of the non-invasive method. Và một cái lý do nữa nó quan trọng lắm là có nhiều phụ nữ người ta điều trị những cái vấn đề giống như xấu tiểu hoặc là sa tử cung hay là săn chắc hoặc là lỏng lẻo gì đó mà người ta không muốn đến cái vấn đề can thiệp về phẫu thuật. Yeah. So needles, injections or lasers, they will be have a little bit of pain, yeah, or they will have the scars if the patient, if the therapist is not good at the treatment. Nico có đề cập đến cái vấn đề là điều trị bằng laser, thì ở nước ngoài thì laser được gọi là xâm lấn nha các anh chị. Laser được gọi cho xâm lấn, thế là một số phụ nữ người ta không muốn điều trị bằng laser, người ta không muốn điều trị bằng tiêm kim chích, thì người ta sẽ chọn cái giải pháp này. Yeah. But Greenback Energy can help the effective treatment as well as they will not leave any scars or they will not have any pains when during the treatment. Yeah. Rồi, vậy thì với điều trị của Greenback thì mình sẽ lại giảm đau mà mình không đau, mà mình hạn chế các tác dụng phụ của vấn đề phẫu thuật của mình. Yeah. Because this is because we use the DLM effect, so we can control the intensity here, and then use the body mechanisms and do the treatment. Yeah. Ở trên cái màn hình của cái cổ máy này thì nó sẽ có cái tăng giảm cái mức độ của dòng sóng, cho nên mình có thể giảm nếu mà các cảm thấy khó chịu, tăng nếu mà các khách đáp ứng được với cái nhiệt độ của sóng. So in Europe, this the treatment using Greenback is very very famous, yeah, and people come to find the doctors and get the treatment very well. Yeah. Ở châu Âu thì cái trị liệu này với bác sĩ ở trong clinic á thì khá là phổ biến, cho nên là khách cứ mà cảm thấy bị đau, bị nhức, bị căng cơ hoặc là bị các vấn đề về cơ thể thì đều đến gặp bác sĩ và bác sĩ sẽ chỉ định một số cái giải pháp cộng với lại Greenback, giải pháp Greenback. By using the intensity, we can divide the levels of the heat from 1 to 10. So this one is the fourth color. So the blue color is about 10 to 20%. Rồi, từ cái giải pháp này, cái level nãy mình có đề cập ở trên màn hình có thể chỉnh sửa được đó. Thì mình có thể chỉnh sửa được. Các anh chị thấy mình có 4 cái dòng nhiệt độ, là từ màu xanh, màu xám, màu cam, màu đỏ, là nhiệt độ của mình gọi là ở đây nó gọi là cool, thực ra là ấm ấm á, ấm ít, rồi ấm vừa, rồi ấm hơi cao và ấm cao. Yeah. So this blue color is a bit lower than the body temperature, so you don't feel any heat. Yeah. But even you can feel this is the effect of the ice pack. Yeah. But the current is already inside your body, yeah, so the biological effect will increase. Thậm chí là cái mức độ mà nó không có heat là màu xanh, nó không có nhiệt độ đưa vào da, thì ở cái độ level là 1-2 dòng sóng nó vẫn đi vào cơ thể của anh, tức là có nhiều người ta không chịu được cái nhiệt luôn, thì ở mức độ là 1-2 sóng nó vẫn đi vào và vẫn có tác dụng. So by using the reason why we use the blue color is because for example after the birth, they might have the tears here, or after the cesarean, we have the inflammation, right? Yeah. So we do the treatment
vậy thì khi nào thì ứng dụng cái nhiệt độ thấp, cái nhiệt thấp màu xanh là cái phần 1-2 này, bởi vì khi mà chúng ta xanh thường hoặc xanh mổ thì ở đó có vết thương cần có một thời gian để làm lành, thì nó không có thể đưa nhiệt vào, nó vẫn cần một cái dòng sóng để mà nó tác động đến việc tái tạo tế bào, nhưng mà nó không cần nhiệt. Xanh mổ hay xanh thường nó đều có vết rách, thì mình sẽ đưa một cái dòng nhiệt không, một dòng sóng không có nhiệt. Yes. Okay, so the gray color is about 20-40% like this. Yeah. So it is similar to the body temperature. Yes. So it helps you increase the metabolic effect. Yeah. The metabolism of the body. Yeah. Rồi ở cái dòng sóng mà 20-30-40% thì đây là cái nhiệt độ bằng nhiệt độ cơ thể. Đây là cái nhiệt độ lý tưởng để thực hiện quá trình trao đổi chất. And the orange color is about 40-60%. So it is a little bit higher than the body temperature. Yeah. So it will help increase the vascularization as well as the lymph particles, stimulate the lymph particles. Yeah. Ở cái mức độ từ 4 đến 6 á, thì đây là cái nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút xíu. Thì đây là quá trình để kích thích tuần hoàn máu và giải độc bạch huyết. And the red color is above 60%, yeah. And it will help you the vascularization, but with the hyperthermia. Okay. So this one is really good for the scars from the cesarean. Cesarean is you have the baby through your abdomen. You mean the stretch mark? Yeah, stretch mark as well as the cesarean is after you don't do the birth. Some of the therapists in Europe, by using Lumen, they start the treatment right after 5 days. After 5 days after the birth, but they tell them not to use any energy in 6 weeks. But we use Lumen. Ah, this medicine that we use the high 60% for that. Cái điện cực màu đen này nè thì mình sẽ đi vào cái mô lớn mô bé ở bên ngoài. Yeah.
vagina. Yeah. And also inside the ligament, inside, and the tendon, ligament, and all the heart tissues. Với cái điện cực này là cái điện cực nó sẽ đi là sâu, nó đi vào sâu á, thì các anh chị biết là để được cái hình thành được cái môi lớn môi bé và hình thành được cái phần phía dưới của mình mà nó săn các con bọ á, thì không phải là da không mà nó cần có nhấn cơ nữa. Dạ thì cái này nó đi sâu thì nó sẽ đi